안녕하세요저는한국대학교중학생하리라고합니다 Xin chào mọi người, mình là Hải Ly, hiện tại mình đang học ở trường Đại học Con Cúc. Thì mình là một du học sinh đi du học qua trung tâm MED và hôm nay mình ngồi ở đây để chia sẻ với các bạn 5 điều mình thấy bất ngờ khi mà mình đi du học ở Hàn. Thì điều thứ nhất đó là về người Hàn. Ban đầu thì mình đọc rất là nhiều những cái review trên mạng là các bạn nói là người Hàn chảnh, người Hàn khó gần, người Hàn rất là nóng tính. Nhưng mà khi mà mình qua Hàn Quốc rồi thì mình có tham gia một chương trình của trường Con Cúc mình đang học tiếng. Thì mình gặp được một chị người Hàn, chị ấy là một bạn để giúp đỡ cho mình. Thì mình nghĩ là họ chỉ giúp đỡ là vì họ cần điểm chuyên cần thôi. Đó là điều mình nghĩ. Thì mình ban đầu mình cũng rất là bình thường, nhưng mà sau buổi thứ hai, buổi thứ ba tiếp xúc thì mình hoàn toàn khác. Tại vì quan điểm của mình khác hẳn luôn. Người Hàn là khá là giống một việc, khá giống người Việt Nam, một chỗ rất là nhiệt tình. Mình phải thấy là thực sự là nhiệt tình, là dù bất cứ việc gì mình khó khăn hay chỉ là mình hỏi xem chỗ này chỗ kia như thế nào, bất cứ lúc nào chị cũng thể dép cho mình cả. Hoặc là khi mà chị không kịp dép tin nhắn của mình, chị cũng xin lỗi mình. Mình thấy là điều khá là bất ngờ, tại vì đơn giản chỉ là một tin nhắn hỏi thăm khá là đơn giản thôi. Thứ hai của mình đó là ban đầu mình không có nhiều tình cảm với Hàn Quốc lắm. Bình thường mình thấy các bạn là qua Hàn Quốc vì yêu ca sĩ, yêu Hàn Quốc, yêu phim ảnh các thứ, nhưng mà mình thì không. Mình qua Hàn Quốc với mục đích là học, vì ở Hàn Quốc có ngành học về truyền thông khá là hay mà học phí lại rẻ nữa, nên là mình chọn Hàn Quốc. Nhưng mà khi mình qua Hàn Quốc thì dần dần cái tình cảm của mình với Hàn Quốc nó đi lên. Tại vì rất nhiều yếu tố. Như yếu tố thứ nhất mình nói chẳng hạn là về người bạn của mình, là về con người. Yếu tố thứ hai đó là về quang cảnh của Hàn Quốc. Ban đầu mình nghĩ là Seoul là một thành phố lớn thì nó cũng khá là đông đúc, nhộn nhịp, nó bụi bặm. Nhưng mà không, có một cái ở Seoul có mà thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội không hề có, đó chính là núi. Ở ngay giữa thành phố luôn, các bạn có thể đi đến những nơi có núi như là San Lucky, con đường mình từng đi, rất là đẹp. Bạn nào thích chụp ảnh có thể chụp ảnh ở đó, còn bạn nào thích không khí trong lành các bạn đi trên đó, và khi đứng ở trên cao các bạn nhìn thành phố rất là thoải mái. Thì mình hay thường đến đó để mình đi bộ sau mỗi giờ học của mình khá là căng thẳng, sau mỗi kỳ thi của mình. Thêm nữa đó là Itaewon. Bình thường các bạn nhớ đến Itaewon như là một phố ăn uống, ca hát karaoke các thứ. Thì ban đầu mình đến Itaewon là để nghe nhạc jazz, xong rồi mình đã được chị người Hàn dẫn đi. Tại vì các bạn hãy kết bạn với người Hàn ấy, tại vì mọi người, các bạn ấy sẽ biết nhiều chỗ thú vị hơn là mình chỗ ăn chơi thôi. Thì ở xung quanh Itaewon có một con đường để đi lên trên cao, dốc rất là cao. Thì bọn mình chỉ đang đi bộ thôi, nhưng mà đi lên trên dốc cao như thế thì ở dưới là cả một thành phố đêm rất là đẹp. Và đó một cái đặc biệt của Hàn Quốc đó là các bạn có thể tìm đến những điểm khá là cao như thế để nhìn thành phố. Đó là cái mình rất là yêu. Điều thứ ba mà mình thích ở Hàn mà mình thấy là nó khác với Việt Nam đó là môi trường. Khi mà trước khi mình qua thì mình đã có học tiếng Hàn được một thời gian rồi. Mình nghĩ là mình học thêm một khóa tiếng ở trường Con Cúc nữa là để tiện cho cái thời gian mình lên đại học cho nó phù hợp vừa phải. Nhưng mà không, khi mà mình qua đó mình chỉ học 3 tháng thôi. Khóa tiếng ở trường Con Cúc 3 tháng thôi là trình độ học tiếng của mình lên rất là nhiều. Và thêm các chị khóa trước, các chị đã học ở Con Cúc khóa tiếng rồi ấy. Mình hỏi các chị ấy là chừng nào các chị thi topic được, thì các chị có ôn thi gì không, em đang lo lắm. Thì các chị ấy bảo là em chỉ cần học xong 4 hoặc 5 khóa là em có thể thi được topic 4. Và những bạn có giỏi hơn, thì những bạn giỏi hơn là những bạn mình gặp ấy, các bạn đã thi được topic 5 rồi. Đó là mặt bằng chung. Nên là cái làm điều mình rất bất ngờ về cái phương pháp dạy tiếng của họ đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của mình luôn. Trước khi sang Hàn thì mình nghĩ là đồ Hàn chỉ hầu hết chỉ toàn món cay thôi, và món cay mới là món ngon của Hàn. Nhưng mà không, qua bên Hàn thì mình thấy các món thang, các món
mình dịch là lẩu thôi, thực ra nó khá là giống canh của Việt Nam. Những món đó như là xoài lông thang này, khăm da thang này, rất là nhiều món thì không hề cay, dành cho những bạn nào không ăn được cay nhá. Mình thấy nó rất là ngon và các bạn nên thử khi mà đến Hàn Quốc. Và điều cuối cùng, điều thứ năm mà mình suy nghĩ khác khi mình đã sang Hàn rồi, đó là khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và Hàn Quốc khá là gần. Ban đầu thì mình thấy các bạn ấy qua hình như là một năm về một lần thì mình nghĩ là ôi chắc là về khó lắm. Một năm như thế thì khá là nhớ nhà. Nhưng mà khi thì mình sang rồi mình thấy khác hẳn. Bởi vì khoảng cách giữa Hàn với là Việt Nam rất là gần. Thêm nữa thì bây giờ các hãng máy bay đã khai thác đường bay nhiều hơn ấy. Nên là vé máy bay các bạn có thể mua rất là rẻ. Bình thường nếu mà mình đi Vietjet chẳng hạn thì vé chưa đến 4 triệu à? Đó, nếu các bạn có thể mua trước, mua sớm và săn sale thì các bạn cứ sang Hàn và thoải mái thôi. Giống như là các bạn đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội chẳng hạn. Nó rất là gần, nên là mình khi mà mình ra Hàn thì mình không hề có cảm giác nhớ nhà. Tại vì mình cảm thấy là mình chỉ cần một chuyến bay là mình có thể về phố về mình rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của mình và chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.